Xin chào các con học sinh yêu quý. Ngày hôm nay, với chủ đề phương tiện giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau lập nhóm có 8 đối tượng, cùng nhau đếm đến 8 và nhận biết số 8 nhé. Bài học đã bắt đầu rồi, các con hãy ngồi sẵn sàng và chăm chú quan sát lên màn hình nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau ôn tập số lượng trong phạm vi 7 nào. Hãy nhìn vào bãi đỗ xe và cho cô biết có tất cả bao nhiêu chiếc xe ô tô ở đây. Chúng mình hãy cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tất cả là 7 xe ô tô đúng không? Vậy cô sẽ chọn thẻ số 7. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lập nhóm có 8 đối tượng nào. Ở đây cô có xe máy. Chúng ta có tất cả là bao nhiêu xe máy? Các con hãy đếm đẩm thật nhanh cho cô nào. À, đúng rồi, cô có 7 chiếc xe máy đúng không? Bây giờ cô sẽ thêm một chiếc xe máy. Và chúng mình hãy cùng đếm xem có tất cả là bao nhiêu chiếc xe máy nhé. Các con hãy chỉ vào và đếm thật to. Chúng ta bắt đầu đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 chiếc xe máy. Và cô sẽ đặt thẻ số 8 ở đây. Chúng ta sẽ có phép tính 7 cộng 1 bằng 8. Các bạn cùng nhắc lại với cô nào. 7 cộng 1 bằng 8. Đây là số 8. Các con hãy nhìn lên màn hình và nhắc lại cùng cô nào. Số 8. Chúng ta cùng nhắc lại một lần nữa nhé. Số 8. Ở đây, cô có dãy số tự nhiên từ 1 đến 10. Các con hãy cùng đếm với cô từ 1 đến 10 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau đếm từ 10 về 1 nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Các con thấy không? Số 8 thì đứng liền sau số 7 và liền trước số 9 đấy. Và số 8 là số chẵn. Chúng mình hãy cùng nhắc lại với cô nào. Số 8 là số chẵn. Số 8 liền sau số 7 và liền trước số 9 đúng không nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đếm nhóm có 8 đối tượng nhé. Hãy nhìn vào. Cô có những chiếc máy bay và cùng chỉ vào đếm thật to với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tất cả là 8. Cô sẽ đặt thẻ số 8 ở đây. Bây giờ chúng mình cùng nhau tiếp tục đếm những chiếc xe ô tô ở trên đây nhé. Các con hãy đếm cho cô xem có tất cả bao nhiêu chiếc xe ô tô màu vàng. Hãy cùng đếm thật to với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tất cả là 8. Cô sẽ đặt thẻ số 8 ở đây. Chúng mình hãy cùng xem cách viết số 8 như thế nào nhé. Hãy nhìn trên màn hình và nghe theo sự hướng dẫn của các cô. Nét 1. Hai nét cong trái và hai nét cong phải. Đặt bút dưới đường kẻ 5 một chút, viết nét cong trái. Đến gần đường kẻ 3 thì chuyển hướng viết nét cong phải. Đến gần đường kẻ 1 lại lượn lên viết nét cong trái rồi cong phải cho tới khi chạm vào điểm xuất phát ban đầu, tạo thành hai vòng khép kín tiếp giáp nhau, trên nhỏ, dưới to. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đố vui nào. Hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu toa tàu nhé. Đoàn tàu của chúng ta có rất là nhiều toa tàu. Các con hãy chỉ vào và đếm cùng cô xem có bao nhiêu toa tàu nào. Chúng ta cùng bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tất cả là 8 toa tàu đúng không? Vậy bây giờ, một lớp học có rất nhiều các bạn nhỏ đang tham gia các hoạt động khác nhau. Các con hãy đếm xem có bao nhiêu bạn nhỏ đang trong lớp học.
Chúng mình cùng chỉ vào và đếm với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là lớp học của chúng ta có 8 bạn nhỏ với 8 các hoạt động khác nhau đúng không? Một lớp học thật vui và thú vị nhỉ? Vậy bây giờ trên đường của cô đang có rất nhiều xe ô tô. Chúng mình hãy cùng đếm xem có bao nhiêu chiếc xe ô tô trên đường nào. Các con cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tất cả là 8 chiếc xe đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng tham gia một câu đố vui nữa nhé. Các con hãy đếm và điền số tương ứng vào mỗi hàng. Ở đây mỗi một hàng đều có số lượng các bạn nhỏ tương ứng. Chúng ta hãy đếm và điền số tương ứng vào vòng tròn giúp cô nào. Chúng ta sẽ đếm hàng đầu tiên từ trên xuống dưới nhé. Các con hãy đếm hàng đầu tiên cho cô xem có tất cả bao nhiêu bạn nhỏ. Ai đếm nhanh và đưa ra đáp án chính xác nào, chúng ta hãy đếm nhẩm và đếm thật nhanh nhé. Hàng đầu tiên từ trên xuống dưới có bao nhiêu bạn nhỏ nhỉ? À, đúng rồi, có tất cả là 8 bạn nhỏ. Cô sẽ đặt thẻ số 8 ở đây. Với hàng thứ hai, các con hãy đếm nhanh, đếm nhẩm xem có bao nhiêu bạn nhỏ ở hàng thứ hai từ trên xuống dưới nào. Chính xác rồi, đó là có 4 bạn nhỏ, cô sẽ đặt thẻ số 4 ở đây. Vậy còn hàng cuối cùng từ trên xuống dưới có tất cả là bao nhiêu bạn nhỏ? Chúng ta hãy đếm nhẩm và đếm nhanh nào. Chính xác rồi, có tất cả là 5 bạn nhỏ. Các con đã đều đưa ra các đáp án chính xác. Và vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau lập nhóm có 8 đối tượng, đếm đến 8 và cùng nhau nhận biết chữ số 8 đúng không? Buổi học của chúng ta rất vui và thú vị. Cảm ơn các con đã cùng đồng hành với cô trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!